Dạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Lụt Đế Tin các bác nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác một máy cắt cỏ Mitsubishi TB23 này các bác. Một máy cắt cỏ chuẩn Nhật nội địa các bác nhé. Máy móc rim nguyên bản 100%. Hàng của bên em thì các bác cũng đã biết rồi đúng không ạ? Bên em thì chuyên bán những dòng máy cưa, máy cắt cỏ, máy móc rim phụ tùng đầy đủ, không hề thay thế bất kỳ linh kiện gì cũng như là sửa chữa qua linh kiện gì cả. Bên em chỉ bán những dòng máy móc bao rin cho các bác, hàng chuẩn đó, nòng bạc bao chưa hề bung biếc máy móc gì cả đó. Một con này thì hôm nay thì ngoại hình thì nó thì em thấy nó cũng là tương đối thôi chứ không phải là đẹp xuất sắc các bác nhá. Đó, trên video thì em cũng sẽ quay cho các bác đó. Con này được tích hợp nó là tum rời này các bác, tum rời rất phù hợp cho các bác nào mà thích chế cháo về mà gỡ cục máy ra để chế hoặc là làm cái gì cả. Đó, con này thì cực kỳ tiện lợi các bác nhá. Đó, con này thì cái phần bắp chuối này nó thì nó hơi bị sức một tí rồi. Đó, nhưng mà bên em thì tiêu chí của bên em là máy móc phải rin nguyên bản. Chứ còn mấy cái này thì chỉ cần chà đi rồi sơn lại thì nó cũng sẽ đẹp kinh khủng rồi các bác nhá. Đó, nhưng mà bên em thì bán cái dòng máy móc rin thì có sao thì em bán vậy thôi, để cho có máy móc nó thật nhất có thể để cho các bác dễ dàng lựa chọn các bác nhé. Đó, còn đối với bên em thì sơn cái này nó quá là đơn giản rồi, các bác muốn đẹp muốn ấy thì sơn thì nó quá cực kỳ đơn giản rồi. Đó, nhưng mà tiêu chí của bên em thì sẽ không như thế. Đó, còn tất cả máy móc của như con này thì đảm bảo cho các bác là rin nguyên bản, từ tay ga này, đó, tay ga, dây ga, tay cầm của nó đến cần này, cần zin nhá, tem zin nguyên này, tem có sao bán thế luôn này, đầu bò zin các bác nhá. Đảm bảo cho các bác máy này là zin 100%. Đó, chế của nó đây ạ, chế chuẩn chế Nhật các bác nhá. Đó, có phần chữ gò bồ ở bên ké này thì không biết là nó hơi bị đấy, không biết các bác có nhìn thấy không, nhưng mà chuẩn nó là chuẩn gò bồ đấy ạ. Đó, máy móc đảm bảo cực kỳ cho các bác. Đó, Made in Japan đây ạ, Made in Japan thì dập lốc luôn các bác nhá. Đó, máy móc cực kỳ ok, nòng bạc hơi hám thì còn cứng nguyên các bác nhé. Đó, à, thì bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua xem mà tiếng máy nó sẽ như thế nào này. Test nổ luôn. Máy móc cực kỳ êm, dễ nổ. Nói chung là máy móc thì em đã dọn nổ ngon lành rồi, cũng như kiểm tra linh kiện cho các bác hoàn chỉnh nhất có thể, đến tay người dùng của các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Và sẽ báo giá luôn, hiện tại thì con này thì em bán với giá là 2 triệu đồng các bác nhé. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đó, bộ phụ kiện của nó gồm một dây đeo, một dao, một ổ phát cước, đó, một tô vít chỉnh cũng như là một típ mở buji. Đó, bộ phụ kiện của nó là gồm như thế. Và được hoàn toàn miễn phí ship, miễn phí ship tận nhà, giá chỉ 2 triệu đồng. Đó, này em xả giá rẻ cho các bác luôn, để cho các bác về sử dụng có thể an toàn nhất các bác nhé. Đó, con này thì rất phù hợp để cho các bác nào cắt gia đình, cắt nhẹ nhàng. Đó, các bác nào xài trải nghiệm và không muốn sử dụng những dòng máy nhẹ nhàng thì có thể lựa chọn một em này nhé. Cân nặng của con này thì chắc chỉ tầm khoảng hơn 2 kg, 3 kg thôi, tầm 3 kg á. Đó, rất là nhẹ nhàng, các bác đeo cả ngày không thấy mệt luôn. Máy móc thì cực kỳ lợi xăng, con này thì một ngày của nó thì em bao cho các bác một ngày phát tầm khoảng 2 lít là cùng thôi, hoặc tầm khoảng lít mấy, không hề lợi hao xăng tí nào các bác nhé. Đó, rồi các bác nào ưng ý là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua là số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.